Chào tất cả anh em nhé, cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay bên em lại vừa về đặt lô máy Future Leo. Số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883. Anh em vừa xem, anh em bớt chút thời gian, anh em đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Sau có video là hay anh em có thể xem được. Tại vì vừa rồi một lô vừa rồi em vừa đặt có vẻ được 5 con máy Future Leo. Máy đẹp nha các bác nhé, hàng của nội địa Trung Quốc. Đấy, nội địa Trung Quốc kia, em về 4 cục kia, 45 cục kia, em vừa bán hết rồi, khách chốt hết rồi. Đấy, đấy là em bán được qua Zalo nha các bác nhé, em chưa quay lên đây. Thì con này nó hơi xấu một chút, thì bên em giờ để giá cho các bác là giá là 4 triệu. 4 triệu nha các bác nha. Đấy, thì mấy con ốc đầu bò nó hơi xấu một chút, nếu mà anh em về cái xe cũ của mình nhá. Thì các bác có ốc đầu bò này, bác thay vào hộ em cái. Thì là máy nó đẹp luôn, thì tất cả máy đẹp như là đúng lúc vận chuyển nhá. Hơi bẹp một đầu ốc. Thế bọn vận chuyển nó nhiều lúc nó lại rất chi là dở hơi. Rồi các bác xem kênh, các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhá. Thì các bác đặt hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em hai số điện thoại kia. Thì các bác đặt trước nhá. Thì bên em lấy về em sẽ điện lại cho các bác. Đây. Con này là con mã FT4 nha các bác nhá. FT4, con này là Honda. Đúng y form của Future Leo 207 208 nha các bác nhá. 207. Thì con này đây. Cái dòng này nó lại cực kỳ ngon, nó là ốc Elok này. Đấy, ốc Elok nha các bác nhá. Nhìn này. Đấy, con này thì thật sự các lúc vận chuyển này nó bẹp mất này. Thì nó không ảnh hưởng gì đến máy cả. Đúng là không ảnh hưởng gì đến máy cả. Thì con này có đầu bò ống hơi. Con này nó giống con Uy Thái của con, để em tả lại cho các bác biết nhá. Là con Uy mà con giống Future Leo, nhưng bên Thái Lan nó gọi là con Uy 125i. Thì con đấy về đây nó bán 70 triệu thì nó đầu bò nó y giống như này luôn. Đấy. Form máy y giống nhưng mà máy ở Thái thì nó chắc là nó khác biệt, thì kiểu gì nó cũng đắt tiền hơn. Đấy, còn cái máy này Future Leo, dòng Future Leo là nhôm nhớt cực dày các bác nhá. Cực dày. Máy cực kỳ trâu bò luôn. Thì con này giờ em bán giá 4 triệu thôi. Đấy, con này nó bẹp mấy con ốc nên em bán giá rẻ. FT4. Đây, cốt máy các bác nhá. Cốt máy thì nó đạt đến gần như 100%, con này thì chạy ít này. Con này chạy ít nhá. Đây, côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ. Đấy. Cái keo này không phải là ấy đâu nhá. Cái dòng này là keo nhà máy nó ra thế này nhá, không phải là bên em làm lại đâu các bác nhá. Đấy, các bác nhìn máy này. Côn kiếc là nó zin đét đẹp này, đầu bò zin này. Ốc kiếc là zin hết các bác nhá. Đây, kèm theo phụ kiện này nó đây. Con chế hỏa khí Kenhin xịn nha các bác nhá. Con này chế bình thường mua 1 triệu một con này đấy. Đấy. Ê, mang cá, cần đạp cần số mang cá nha các bác nhá. Đây. Những con này thì máy lực lù cực kỳ ngon rồi. Anh em về lắp UI UI 100 dòng hoặc là Future Leo là anh em cực kỳ ngon nhá. Đây. Đây lốc cái này em chả giấu gì các bác, đây là lốc Honda sản xuất tại Trung Quốc nhá. Nó có chữ WH125. Đấy. Chứ còn hàng của Việt Nam nó khác cơ. Đấy. Thì em còn mỗi con này các bác nhá. Đấy, các bác mua thì alo. Đấy rồi thì em quay cho qua một con đấy, và bên em đang sở hữu mấy con máy 200 cũ. 250 à? Máy 250 cũ nhá. Thì các bác là đang chạy cái dòng Lifan Long Zin cũ nhá. Thì các bác có lưu ý đến những cái con này, thì con này cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Hàng là hàng em tuyển bên Trung Quốc nhá. Thì cái máy ba gác này thì cái này giờ em bán 4.800.000 đồng bao ship cho các bác. Nếu bình thường mua máy mới thì các bác phải bỏ ra số tiền là tầm 9.700.000-9.800.000 một con. Mua máy Long Zin hoặc là máy Lifan nha các bác nhá. Đấy, thì nó phân khúc nó sẽ giá rẻ một lửa mà các bác được cái máy gần như là mới nhá các bác nhá. Gần như là mới. Đây, đầu tiên em giới thiệu các bác một con này là con rong sen. Đấy, con này rong sen nhá. Con này vừa em làm cần số nó ấy. Nó cho rãnh ngược. Đây, con này zin nha các bác nhá. Máy zin 100%. Đấy, nước sơn bóng. Đẹp. Đây, đâu cái hơi nó ghi đâu nhỉ? Con này đầu vẫn chưa tẩy. À, con này là máy máy 200, máy 200 nhưng mà nó là làm mát bằng không khí. Đấy, nó không phải làm mát bằng
bằng bằng bằng bằng nước đã các bác nhá. Cái con này giờ em để giá 4,7 triệu nhá, 4,7 triệu cốt máy 20 này. Đấy, nó hơi mòn một chút thôi, gọi là hơi mòn một chút nhá các bác nhá. Số má lấy cần số đây. Con này máy em bao zin nữa bác, 100% bao zin nhá. Máy 100% bao zin, số cực kỳ ngọt nhá các bác nhá. Côn tay 5 số. Đấy. Chia cái số thì em không bóp côn nên nó không được. Đấy, con máy 200. Con này 200 nhá, máy 200 nhưng không phải máy 250 nhá các bác nhá. Em báo nhầm, con này máy 200. Thì là nó đã vẩy sơn lại một chút rồi. Thì con máy nó vẫn còn khá là ngon zin nhá các bác nhá. Con này mã TQ24. Giá của nó là 5 triệu nha anh em về độ chế nhá, độ chế. Anh em mua về độ chế nhá, đây là lỗ vẫn còn khá là ngon nha các bác nhá. Đấy. Anh em là mua phụ kiện điện hoặc là bô biếc có đủ hết. Cái này thì nói các bác là nếu mà mua đầy đủ hết dây điện, bô biếc là bên em đều có hết nhá. Đấy, còn còn nguyên em bán nguyên cục máy là theo cần đạp cần số mới chế vào khí nhá. Đấy, con này giá là 4,8 triệu. Đấy, các bước các bác 100 nữa còn 4,7 triệu. Đấy, con này mua về thì em lãi 200 một con này. Đấy. Rồi, tiếp theo con thứ hai. Mã. Báo rồi. TQ204 chưa? Đây, con này tiếp theo con này nữa thì giới thiệu các bác nhá. Đây. Đây, con này là máy hãng của nó là con này TQ203 nhá. Con này là con hãng Lovo. Hãng Lovo. Đấy, con này bên thì chỉ lắp 3 bánh ấy. Cái này là làm mát bằng không khí nhá các bác nhá. Con này tất cả làm mát bằng không khí hết nha các bác nhá. Đấy. Đây. Thì con này là máy cực kỳ zin nhá. Đây, máy zin hết nhá. Máy cực kỳ zin hết các bác nhá. Đấy, con này thì xem là máy hư bao nhiêu. Con này máy 200 nhá các bác nhá. Con này máy 200 này. Rồi. Con kia 250. Đấy, con này máy 200 nha các bác nhá. Thì là các bác mua được thì cứ alo trực tiếp cho bên em nhá. TQ203. Đấy. Thì bên em chỉ còn vài con thôi. Các bác nào lấy được thì con này làm mát bằng gió, không phải làm mát bằng nước nhá. Thì con này là mã của nó là TQ bao nhiêu? 203 nhá. Thì anh em lắp số tiến lùi hoặc là anh em lắp lên xe ba bánh mà anh em cảm thấy nó ấy thì anh em lắp thêm quạt vào đây nữa. Quạt làm mát bằng gió thì hay là nó sẽ tản nhiệt đi, nó cũng khá là ok nha các bác nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo con thứ tư ngày hôm nay. Em hơi ốm tí, nói nó không được mượt lắm các bác nhá. Rồi, con này là máy 250. Con máy 250, con này dòng sen. Máy dòng sen nhá, thì con này nó đã phẩy phẩy lại một chút rồi. Thì, đây, con này thì máy con này là máy 250cc. Đấy. Khá khỏe, cốt khá dày nha các bác nhá. Đấy, cốt khá là dày. Côn zin, điện zin, ủ đài zin. Tất cả đều zin hết các bác nhá. Thì nó sơn phủ lại một chút rồi. Gọi là máy thì máy nó chưa chạm đâu. Nhưng mà ý là trong quá trình mà lúc nó vứt ở bãi ấy, có thể xước. Xước một chút thì là nó đã đè vào một chút thì anh em cảm thấy ok được con này 47 nhá. Thôi. Thì cái này thì em cũng mới bán. Cái này thì nó cũng kén khách. Thì các bác mua thì các bác em sẽ bớt cho các bác 200-300 nghìn. Đấy, các bác cứ điện trực tiếp cho bên em đi. Đấy, để bên em giảm sâu một chút để các bác mua được nhá. Đấy. Còn các bác yêu cầu là mua full dàn điện này, IC còn nạp cần đạp cần số đầy đủ thì là bên em sẽ cho đầy đủ, còn không thì là cục máy là kèm theo chế vào khí và cần đạp cần số được các bác nhá. Đấy, giá 4,7 triệu thôi. Đấy. Còn các bác mua đủ thì các bác liên hệ nhá. Đấy, con này cực kỳ sạch nhá các bác nhá. Đấy, rửa cực kỳ sạch rồi. Mà máy nó cũng chạy ít. Đây là đấy, con này là mã bao nhiêu? 202. TQ202 nha các bác nhá. Ưng được con nào các bác mua con đấy nhá. Thì máy thì trong tình trạng là bên em đạp vẫn là lổ êm nhá các bác nhá. Đấy, máy zin. Đấy, vẫn chạy khá là ngon. Rồi, tiếp theo con thứ đây, con này máy vàng nhá. Con này máy vàng. Em quay nhanh nhanh chỗ em đang mưa. Con này là máy hãng Trung Quốc nhá. Con này giờ con này đúng là bán 4,5 triệu thôi. Con này TQ201 4,5 triệu em còn. Con này máy 200 nhá. Máy 200cc. Máy này là hãng của dòng sen này.
hai cái cánh chéo này là của dòng sen đấy các bác nhé. Đấy, hãng này chạy cực kỳ ngon rồi. Côn tay 5 số. Côn tay 5 số nhá, máy zin, côn zin điện zin, vách giữa chưa trẻ. Con này chạy cực kỳ khỏe rồi. Máy cực kỳ khỏe nha các bác nhá. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Đấy. Nói chung là con máy này về thì các bác cứ đặt lên là các bác có dàn điện cái là lổ ngon luôn. Không cần phải chế cháo làm gì nhiều cả. Các bác lưu ý thêm mua là mua cái quạt két nước nhá. Thì là chạy bằng điện của cái này của bên điện này ra nhá. Thế bác quạt vào là cái là mát hết tất cả động cơ. À, không quạt cần gió, 200.000. Là thêm quạt gió nữa, hoặc là các bác nào mua mà cảm thấy không ấy được thì bên em khuyến mại cho các bác thêm cái quạt gió nữa. Thế là hợp lý, không phải bớt tiền nữa. Đấy, thì tất cả anh em mua thì alo cho bên em nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay. TQ201 các bác nhá. Đây toàn máy là máy cũng côn tay 5 số hết nhá. Côn tay 5 số các bác nhá, chạy cực kỳ ngon luôn. Đấy. Giá rẻ thôi. Nhiều bác cả mua cái máy cũ rồi đã, à máy mới bên em đã vào 6 triệu rưỡi 7 triệu rồi. Đấy mà còn máy 175 thôi. Đấy con này 200. Máy 200 máy cũ mà bên em bán hơn 4 triệu thì giá nó cũng cực kỳ hợp lý rồi. Cực kỳ ok rồi. Đấy côn tay 5 số nha các bác nhá. Côn tay 5 số. Côn tay 5 số nha các bác nhá. Cốt dài, anh em về mua số tiến lùi cốt 20. Anh em gắn lên xe chạy siêu khỏe. Con này chạy cả tấn nha các bác nhá. Máy cực kỳ chất luôn. Chạy cả tấn luôn các bác nhá. Đấy. Rồi, thì em cũng quay video sơ qua con này là mã TQ200. Đấy, anh em mua được thì anh em có thể kết nối điện thoại hoặc alo trực tiếp cho bên em nhé. Rồi, thân ái chào tất cả các bác cùng tất cả anh em.